Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank chi nhánh huyện Bình Lục là chi nhánh loại 2, hạng 2, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo sự ủy nhiệm, ủy quyền của Agribank và Agribank chi nhánh Hà Nam 2 trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Chi nhánh hoạt động với mô hình gồm trung tâm Agribank huyện và hai phòng giao dịch trực thuộc. Trung tâm Agribank huyện gồm 3 phòng chức năng: phòng kế hoạch kinh doanh, phòng kế toán và ngân quỹ, phòng tổng hợp. Trung tâm Agribank huyện quản lý và phụ trách kinh doanh tại 10 xã, thị trấn, bao gồm thị trấn Bình Mỹ, xã Tràng An, Bình Nghĩa, An Độ, Trung Lương, Bối Cầu, Đồn Xá và Đồng Du. Phòng giao dịch tiêu động quản lý và phụ trách kinh doanh tại 3 xã, bao gồm xã La Sơn, An Lão và Tiêu Động. Phòng giao dịch Ngọc Lũ quản lý và phụ trách kinh doanh tại 6 xã, bao gồm xã Hưng Công, An Ninh, Vũ Bản, An Nội, Bồ Đề và Ngọc Lũ. Tổng số cán bộ nhân viên đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 44 người. Năm 2022, sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, nền kinh tế mọi mặt đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân và các loại hình kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Nhưng thực hiện sự định hướng chỉ đạo, lãnh đạo của Tổng Giám đốc Agribank, Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Nam 2, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, không ngừng phấn đấu của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên, chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được ngân hàng cấp trên giao. Kế thừa và phát huy những thành tựu mà các thế hệ đi trước để lại trong những năm qua và những năm tiếp theo, Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bình Lục, Hà Nam 2 luôn đoàn kết, thống nhất trong cả suy nghĩ và hành động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa hoạt động của ngân hàng phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả. Tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bình Lục, Hà Nam 2 thực hiện có hiệu quả mọi chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được ngân hàng cấp trên giao, góp phần vào thực hiện phát triển kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đời sống của cán bộ, nhân viên ngày được cải thiện và nâng cao, xứng đáng là đơn vị trực thuộc Agribank anh hùng. Hàng năm, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được ban giám đốc đơn vị đặc biệt quan tâm và khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên. Trong các kỳ hội thao do công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Hà Nam 2 tổ chức, người lao động đơn vị hăng hái tham gia tập luyện, thi đấu và đạt thành tích cao. Ngoài ra, đơn vị cũng quan tâm đến công tác an sinh xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa tinh thần chia sẻ trong văn hóa tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, văn hóa tình nghĩa của Agribank. Hàng năm chuyên môn phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động thiện nguyện, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho những trường hợp khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Hiện tại tôi đã làm việc tại Agribank được 12 năm nhờ có sự quan tâm sâu sát của ban giám đốc Agribank huyện Bình Lục nói riêng và Agribank Hà Nam 2 nói chung, đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho bản thân tôi cũng như tất cả cán bộ công nhân viên tại chi nhánh học tập và làm việc đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được lao động và cống hiến tại ngân hàng Agribank. Agribank chi nhánh huyện Bình Lục xin trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương các cấp, ngân hàng nhà nước tỉnh Hà Nam. Agribank chi nhánh Hà Nam 2 đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, động viên giúp đỡ trong mọi mặt hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, quý khách hàng đã luôn tin tưởng, gắn bó, chia sẻ, vượt qua mọi khó khăn thách thức để cùng Agribank phát triển an toàn và bền vững. Tôi là một khách hàng lâu năm tại Agribank. Khi đến giao dịch tại đây, tôi thấy từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình. Về các gói sản phẩm của Agribank rất phù hợp và ưu đãi với người dân. Năm 2023 và những năm tiếp theo, Agribank chi nhánh huyện Bình Lục Hà Nam 2 sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có để không ngừng mở rộng cả về quy mô và chất lượng hoạt động, lấy khách hàng làm trung tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được ngân hàng cấp trên giao,
giữ vững uy tín thương hiệu của Agribank, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương Bình Lục Anh Hùng.